Một bữa ăn đêm mà bị làm quá thì nó sẽ như thế nào? Úi rồi thì nó sẽ bị ố rề chứ còn như nào nữa. Ban đầu định làm một món thôi mà cuối cùng thành tận 5 món. Nhưng thôi vì nó ngon nên là nó có ố rề tí cũng không sao cả. Đây có thể nói là phần 2 của cái video ăn đồ hộp hải sản Hàn Quốc hôm trước ấy. Tại vì hôm trước mọi người bảo mình là ăn sai cách rồi. Thấy nhiều người bảo là phải trộn với mì thêm sốt vào nữa thì ăn mới ngon cơ. Nhưng mà trên cái hộp hướng dẫn của nó thì lại bị mờ rồi. Lên mạng thì biết lại không biết tìm tiếng Hàn như thế nào cả. Mà tìm bằng tiếng Việt thì nó lại không ra, khổ tâm thực sự. May sao cuối cùng tôi cũng tìm được một cái video mà của một chị này chỉ có khoảng hơn 800 lượt xem thôi. Không biết như nào nữa nhưng mà mình cứ làm theo. Cơ mà sau một hồi xem thì mình thấy công thức của người ta cay lắm nên là mình đã gia giảm thêm cho nó phù hợp với khẩu vị của mình hơn. Pít cứ để cái công thức mình đã làm ở trên màn hình để có gì nếu mọi người đã làm cái món này nhiều rồi hoặc là có kinh nghiệm thì hãy góp ý cho mình với nhá. Tiếp theo tới cái phần luộc mì thì tôi cũng chỉ chọn cái loại mì đã có sẵn ở trong nhà mà nhìn gần gần giống với sợi mì của người ta thôi. Mì này thì tôi sẽ luộc trong tầm khoảng 3 tới 4 phút, giờ thì cứ để nó ở đấy đã, chúng ta sẽ đi làm một cái món pan chan ăn kèm mà tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi. Đố các bác biết đây là rau gì? Ừ thì nó là rau cải nhưng mà là cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt đấy. Mình sẽ cho vào luộc sơ qua, vừng trắng rang thơm cho vào giã nhuyễn, cải vớt ra để nguội chút xíu rồi mình bóp kiệt nước đi, cắt cái phần đầu ra rồi chia thành từng khoanh 5 phân thế này là được. Cách làm này thì mình đã xem ở trên kênh của anh Rốt Mạnh nha. Giờ thì chỉ cần cho cái đống mè trắng hồi nãy đã giã vào, một ít cà rốt chín đã sắt sợi, nêm nếm vào 3 muỗng nước tương để tăng độ đậm đà, nửa muỗng đường với lại 1 tới 2 thìa dầu mè nữa cho nó thơm, trộn đều nữa là ok là xong rồi. Công nhận là làm cái này nhanh lắm luôn, chỉ vài bước thôi là chúng ta đã có một cái món pan chan ăn kèm vừa giòn, ngọt, thơm, thanh mát. Đặc biệt là với cái hội lười ăn rau như tôi thì quả là một chân ái rồi. Ôi thôi thôi tí nữa thì lại quên mất cái nồi mì, sau 3-4 phút thì nhớ bỏ mì ra ngâm vào trong bát nước đá lạnh nhá. Rồi còn cái em ốc này thấy ở đâu cũng bảo là phải cắt ra, cắt nhỏ ra để cho nó vừa miệng ăn, nhưng mà mình thấy thế này là vừa miệng rồi còn gì nữa. Ấy xong thêm nhiều nhiều tí dưa chuột, bon nước thêm ít hành tây rồi dưới đẫm cái sốt chua cay lên là chúng ta đã hoàn thành một cái đĩa mì hệ tâm linh. Ừ thì trông nó cũng ngon nhưng mà đã ăn bao giờ đâu, tí không biết là có đi giải cứu thế giới không nữa đây. Cái bữa ăn nó chưa dừng lại đấy đâu các bác, mấy cái món kia đều là món lạnh cả nên là giờ tôi phải làm một cái món nóng. Tìm đi tìm lại thì thấy trong tủ vẫn còn sót một cái gói túi canh ăn liền hôm trước các bác ạ. Hê hê, bỏ ra tận dụng nốt, con hộp ham một nửa mang đi chiên, nửa còn lại thì bỏ vào nấu canh luôn cho nó ngon. Kể ra mà giờ nhà có ít đậu với lại thêm tí hành hoa nữa thì nó lại cứ phải gọi là đền của chọt nhỉ. Đêm tối mà cứ sùng sục ùng ục như này không bật hút mùi lên là không ai ngủ nổi luôn Pít ơi. Nếu bạn đang xem clip này vào buổi đêm thì xin chúc mừng bạn, bạn đã quay vào ô chảy nước miếng. Vũ trụ đang gửi tín hiệu cho bạn là đừng lười nữa, dậy mà nấu mì ăn đi. Còn thực đơn của Pít hôm nay sẽ có mì trộn ốc, canh quân đội, thêm xúc xích trứng rán ăn kèm với cải bó xôi và lá kim cay, ngon chưa ngon chưa? Má chưa ăn mà ngửi cái mùi thơm thôi đã thấy nhức cái nách rồi ạ. Em mì trộn thì tương đối dễ ăn do mình đã biến tấu cái sốt cho nó hợp khẩu vị rồi, nó sẽ thiên về cái vị chua chua cay cay nhiều hơn, ăn cùng với ốc thì cũng mượt lắm, ốc giòn không bị sạn tí nào cả. Nói chung thì cái món này nó sẽ đậm cái vị tương ớt Hàn Quốc nhất và cũng đậm cái mùi này nhất nên là ai ăn được cái tương ớt này thì chắc là sẽ ăn được món này thôi. Pít thích cái món này ở điểm là nó có thể ăn nhiều mà không hề bị ngán. Trong hai cái loại pan chan thì chắc là tôi ăn rau cải nhiều hơn chứ cái lá kim người ta làm theo khẩu vị người Hàn ấy, cay xé lưỡi. Canh kim chi thì cũng đã được tôi nêm nếm ra cho vừa miệng hơn rồi. Ok, nhìn đi nhìn lại thì trên bàn có tổng cộng 5 món thì có tận 3 món cay lận rồi, thế này thì mai mặt lại nở hoa thôi Pít ơi.